Điều gì làm nên sức mạnh của một Pokemon? Đúng, có thể là chỉ số hoặc là đặc tính. Nhưng cho dù có đặc tính hay là chỉ số tốt cỡ nào đi chăng nữa, mà những tuyệt chiêu nó sử dụng quá sức nhàm chán hoặc là quá hạn hẹp thì cỡ nào cũng bị xếp poster vào một góc mà thôi. Video này, chúng ta sẽ cùng nhau điểm danh những chiêu thức nào đã làm nên thương hiệu và sức mạnh của một Pokemon. Và tôi cũng sẽ không nói đến những chiêu thức độc quyền. Vì nó là đà độc quyền nên đương nhiên nhắc đến nó, người ta sẽ nhắc đến Pokemon của nó luôn. Tôi sẽ đề cập những chiêu thức độc quyền ở một video sau. Mà ở video lần này là những chiêu thức phổ biến, ít nhất là có hai loại học được. Nhưng chỉ cho đến khi có một Pokemon xài được chiêu đó một cách tốt nhất, hiệu quả nhất thì chúng chính thức cùng Pokemon đó bước lên đỉnh danh vọng, trở thành một cặp đôi không thể tách rời. Khi nhắc đến Pokemon đó, chắc chắn phải cho nó học chiêu thức đó thì mới trở thành quái vật được. Và trên tinh thần là tôi cũng sẽ liệt kê và sẽ không xếp hạng trong cái bảng này, vì mỗi Pokemon đều có thể tỏa sáng riêng theo cách của nó. Và cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất và chuỗi series dài kỳ sắp tới mà tôi sẽ cho ra mắt ở trên kênh nhé. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Vô! Đầu tiên chúng ta sẽ nói về Volcarona và chiêu Quiver Dance của nó. Quiver Dance là chiêu thức thiết lập sức mạnh của hệ bọ, cũng có thể gọi là chiêu setup sức mạnh tốt nhất, vì chỉ cần một lần múa xoay vòng là tăng được một bậc sức mạnh của cả ba chỉ số: công đặc biệt, thủ đặc biệt và tốc độ. Có một cơ số các Pokemon hệ bọ học được chiêu thức này, nhưng vốn dĩ hệ bọ toàn là những Pokemon mỏng manh và dễ bị cho đi bán muối nhất, nên mới xuất hiện mà phải mất một lượt để setup thì cực kỳ rủi ro. Đã vậy chưa chắc setup xong là đủ tiễn đối thủ lên đường, vì ba chỉ số cơ bản công thủ đặc biệt và tốc độ của phần lớn Pokemon hệ bọ xài được Quiver Dance là rất thấp, hoặc không muốn nói là cực kỳ kém. Nhưng Volcarona là một trường hợp khác, tổng chỉ số không những vượt trội hoàn toàn so với những đứa hệ bọ nói riêng, mà còn là phần lớn các loại Pokemon khác nói chung. Ba chỉ số công thủ mảng đặc biệt và tốc độ lại rất cao, cho phép nó chỉ cần cường hóa ít nhất một lần là cũng đủ quét sạch phần lớn đối thủ trên đấu trường. Đã vậy sinh lực 85 thuộc dạng cũng khá cao, nhất là so với những đám hệ bọ lóc nhóc còn lại. Nhờ những ưu ái về mặt chỉ số đó mà chiêu Quiver Dance như là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện sức mạnh vượt trội của bán á thần Volcarona của thế hệ thứ 5. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về King Gambit và chiêu Sucker Punch của nó. Nói về King Gambit thì chắc chắn ta phải nói về chỉ số trước. Tổng chỉ số 550 cũng thuộc hàng gọi là cứng cựa so với Volcarona ở trên. Khi nhìn vào từng cái như mảng sinh lực, thủ vật lý, thủ đặc biệt, cũng có thể thấy sức chịu đựng của nó khá vững chắc. Và nổi bật nhất là công vật lý 135. Tuy nhiên thì điểm yếu nhất của nó lại nằm ở tốc độ chỉ có 50. Mà ai cũng biết tốc độ là yếu tố then chốt nếu muốn giành được chiến thắng. Vậy thì với tốc độ như vậy, vì sao King Gambit lại nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều giải đấu lớn nhỏ kể từ khi ra mắt đến bây giờ? Và điều gì làm cho người ta bỏ qua cái tốc độ thấp lẹ tè chỉ tốt nếu ở trong sức room như thế này? Đương nhiên tôi nghĩ ai cũng biết một Pokemon có tốc độ chậm thì phải bù lại cho nó bằng những chiêu ưu tiên. Nhưng đa phần các chiêu ưu tiên lại có sức sát thương khá thấp, chỉ từ 40 đến 60 là cùng. Tuy nhiên thì hệ bóng tối với bản tính Ranma đã được ban cho một chiêu ưu tiên có điều kiện cực tốt, đó chính là Sucker Punch. Chiêu thức sẽ đánh phủ đầu đối phương nếu họ có ý định tấn công chúng ta, còn nếu đối thủ chỉ dùng chiêu hiệu ứng thì chiêu này không thi triển được. Trong đấu đôi thì dù cho đối thủ có tính đánh King Gambit hay là đồng đội của nó thì chiêu này vẫn sẽ thành công. Cộng thêm sự bổ trợ của đặc tính là Defiant hoặc là Supreme Overlord đều cực kỳ phù hợp cho King Gambit thể hiện sức mạnh vào giai đoạn cuối trận. Defiant sẽ tăng 2 bậc công vật lý nếu bản thân bị giảm một bậc chỉ số bất kỳ từ phía đối thủ. Supreme Overlord thì tăng 10% công vật lý mỗi khi có một đồng đội ngã xuống. Giờ đây nếu đủ điều kiện, King Gambit chỉ cần ngồi đó và chờ đối phương tấn công thì nó sẽ lụm từng đứa một. Cho nên nếu nhắc đến King Gambit thì phải cho nó đi chung với Sucker Punch thì sức mạnh của nó mới được xứng đáng trở thành một vị vua đích thực. Mặc dù trước đó có rất nhiều Pokemon học được chiêu này, nhưng tôi chưa thấy Pokemon nào phù hợp với nó như King Gambit ở thời điểm hiện tại hết. Pokemon tiếp theo mà chúng ta kể đến đó chính là Rillaboom. Chắc chắn phải có chiêu Crushy Glide trong người. Rillaboom và Crushy Glide đều được giới thiệu ở thế hệ thứ 8. Nói về Rillaboom thì nó là một Pokemon khởi đầu mang đời hệ cỏ. Thường thì mấy Pokemon khởi đầu mang hệ cỏ rất ít có được sự chú ý vì bản thân nó có khá nhiều điểm yếu. Nếu muốn được sử dụng rộng rãi, phải có gì đó thật đặc biệt hơn hai đứa mang hệ lửa và nước cùng thế hệ, chứ đừng nói đến chuyện là góp mặt vào các giải đấu lớn. Nhưng Rillaboom là một trường hợp bây giờ mới có, khi mà xuất hiện dày đặc cùng với Incineroar trong vô số những đội hình kể từ khi ra mắt ở Gen 8 đến thời điểm Gen 9 hiện tại, trở thành một Pokemon không thể thiếu trong vô số đội hình tranh giải vô địch thế giới. Vậy nguyên nhân đến từ đâu? Trước hết thì nó có một bộ chỉ số khá tốt với công vật lý là 125, thuộc hàng cao nhất trong tất cả các starter cho đến thời điểm hiện tại. Sinh lực là 100 và thủ vật lý là 90, cũng rất khỏe khoắn và đủ sức trụ sân. Tốc độ 85 tuy không quá nổi trội, nhưng đối với Rillaboom thì tốc độ không phải là vấn đề của nó. Đặc tính ẩn Crushy Surf
cho phép nó gọi ra môi trường cỏ ngay khi vừa mới chào sân. Chính nhờ đặc tính này mà đã khiến cho nó làm mưa làm gió trong rất nhiều năm qua. Môi trường cỏ chỉ có tác dụng là hồi máu cho toàn bộ Pokemon trên sân, cũng như là tăng thêm 30% sát thương cho các chiêu hệ cỏ. Nếu để so với môi trường tâm linh hay môi trường điện, thì hiệu ứng môi trường cỏ có vẻ lép vế hơn một chút. Nhưng nhờ vào chiêu Grassy Glide mà Rillaboom đã đưa môi trường cỏ rải đầy tất cả các sân đấu, khiến cho bóng dáng của môi trường điện và môi trường tâm linh mất hút trong rất nhiều năm. Grassy Glide trong môi trường cỏ sẽ được tăng thêm một điểm ưu tiên để tấn công, tức là ngay khi Rillaboom vừa mới xuất hiện, ngoài việc nó xài được phép cao, thì nó sẽ có khả năng outspeed bất kỳ Pokemon nào trên đấu trường và mang về lợi thế chủ động cho nhà huấn luyện. Giờ đây thì nhà huấn luyện có thể lựa chọn đâu là con mồi của mình. Vì là được kích hoạt trong môi trường cỏ, nên chắc chắn nó cũng có tác dụng ghi đè lên môi trường tâm linh, một loại môi trường cấm các chi ưu tiên khác. Giờ đây thì các nhà huấn luyện hoàn toàn yên tâm rằng bản thân mình sẽ ở thế thượng phong nếu môi trường cỏ đang được ghi đè thành công. Chưa kể là tổ hợp Rillaboom cùng chiêu Grassy Glide phá game đến độ nhà sản xuất phải giảm sức mạnh của chiêu Grassy Glide từ 70 xuống 60 ngay khi vừa mới bắt đầu thế hệ chính, và giảm một lần nữa từ 60 xuống 55 sau bản cập nhật 2.0 của Pokemon Scarlet and Violet. Một cú giảm sức mạnh cực kỳ nhanh chưa từng có, chỉ trong một thế hệ chuyển giao mà giảm đến 2 lần. Tôi thấy điều này cũng khá là dễ hiểu thôi, vì sát thương chiêu này ngoài việc có được ưu tiên thì còn được cộng thêm 30% sức mạnh từ môi trường cỏ, cộng thêm 50% stab hệ cỏ từ Rillaboom nữa. Nên nếu giữ mức sát thương là 70 thì chẳng phải nó sẽ gây ra được sát thương lên đến 126 mà không cần có tác dụng phụ nào hay sao? Đúng là phải cảm thấy thương cho những người chơi ở thế hệ 8 khi gặp phải con khỉ này. Có khi là nó còn đáng ghét hơn con Incineroar thời điểm giờ nữa. Mà cũng ngộ một cái là nerf Rillaboom hệ cỏ rồi, mà Incineroar hệ lửa đang rất mạnh, rồi còn cho nó thêm nhiều chiêu mới trên chính chi nữa không biết. Thiên vị hệ lửa vừa thôi chứ hen. Và qua tổ hợp tiếp theo là Ferrigarath và chiêu Trick Room. Nói đến nhân tố mới nổi trong thế hệ này thì không thể không nói đến Ferrigarath. Dạng tiến hóa mới của Girafarig hiện tại đã đưa Pokemon này lên tầm cao mới. Đầu tiên thì sau khi tiến hóa, chỉ số của nó đã trở nên cứng cấp hơn, với sinh lực 120 và công đặc biệt là 110. Chắc chắn nó sẽ sống rất khỏe, ít nhất là trong vòng 1-2 lượt trên sân đấu. Và đặc tính Armor Tail mới chính là chìa khóa mở ra cánh cửa sáng giá cho Ferrigarath. Đặc tính này cho phép nó ngăn tất cả các chiêu ưu tiên nhắm vào bản thân và đồng minh. Nhờ đó mà căn phòng xảo thuật Trick Room được tạo ra bởi Pokemon này sẽ uy tín hơn bao giờ hết. Để tôi nói nhanh cho các bạn nào chưa hiểu Trick Room làm được gì. Khi Trick Room được bật lên thì Pokemon có tốc độ chậm sẽ di chuyển nhanh hơn, còn Pokemon có tốc độ cao sẽ di chuyển chậm hơn. Con nào có chiêu ưu tiên thì sẽ vẫn hoạt động bình thường vì nó là chiêu ưu tiên mà. Rồi, quay lại. Tôi biết là có rất nhiều Pokemon nhận được Trick Room. Đơn cử nổi bật không kém là Indeedee cũng nhận được và kèm theo môi trường tâm linh ngăn chặn các chiêu ưu tiên giống với tính chất của Ferrigarath. Nhưng theo đánh giá của tôi thì Ferrigarath vẫn an toàn hơn, vì môi trường tâm linh sẽ chặn chiêu thức ưu tiên ở cả đối phương và đồng minh luôn. Chỉ mà đã lên sân rồi thì chúng sinh bình đẳng, không đứa nào được chơi ăn gian kể cả đội nhà. Như Ferrigarath thì khác, nó sẽ chỉ bảo vệ cho đội nhà khỏi chiêu ưu tiên mà thôi. Còn bên mình có xài chiêu ưu tiên hay là dùng Prankster quấy rối đối thủ thì cũng thoải mái. Nhờ đó mà chúng ta không cần phải lo lắng nếu môi trường cỏ của Rillaboom còn trên sân, vì dù gì chiêu Grassy Glide cũng sẽ bị chặn và có khi là được hưởng lợi từ việc hồi máu của môi trường cỏ nữa. Vì vậy nếu ta có Ferrigarath, dựng được Trick Room, rồi lỡ bên kia có Pokemon nào chậm hơn, thì ta vẫn có thể dùng chiêu ưu tiên để dứt điểm được nó. Còn mấy đứa nhanh nhẹn hơn bên đối thủ, chỉ có thể ngậm ngùi mà đợi đến lượt mình mà thôi. Cho nên thì với tôi, Ferrigarath thực sự đã đưa Trick Room lên một tầm cao mới. Đảo ngược được tốc độ, không cần lo lắng về chiêu ưu tiên, đội nhà vẫn có thể xài được chiêu ưu tiên mà không bị hạn chế. Sinh lực thì dồi dào hơn rất nhiều, đủ để tấn công và hỗ trợ gây sát thương. Và tôi nghĩ vị trí dựng được Trick Room tốt như hiện tại của nó vẫn sẽ còn được giữ vững, trừ khi là Gen 10 tạo ra một con hươu cao cổ thứ hai với sinh lực tốt hơn thì may ra. Tiếp theo chúng ta phải nói đến thần biển Kyogre và chiêu Water Spout của nó. Chiêu Water Spout thì có tính chất giống với lại Eruption. Nó có sát thương lên đến 150, có thể gọi là chiêu sát thương mạnh nhất của hệ nước với độ chính xác là 100%. Chỉ có điều là Pokemon sử dụng phải đang đầy máu thì sát thương tạo ra mới tối đa là 150 được. Vì vậy câu hỏi đặt ra ở đây là Groudon cũng học được Eruption với sát thương điều kiện tương tự, nhưng tại sao Kyogre lại nổi tiếng với chiêu Water Spout đến vậy? Và cũng có khá nhiều lý do cho câu hỏi này. Đầu tiên thì phải nói về mặt chỉ số, Kyogre được sinh ra như là để tát nước vào mặt đối thủ, với công đặc biệt là 150. Khi mới vào trận nó đã gọi được trời mưa, tăng thêm 50% sát thương, rồi lại được cộng thêm 50% sát thương từ Staff hệ nước. Và rồi với sát thương đặc biệt 150 vốn có của nó thì thực sự nó đã cuốn trôi mọi thứ đúng nghĩa đen luôn. Còn Groudon thì theo hướng vật lý, hệ của nó lại là hệ đất, chiêu Eruption lại mang hệ lửa theo hướng đặc biệt, nên là tất cả mọi thứ của Groudon đều tréo ngoe hết. Còn với Kyogre, tốc độ 90 nếu cho nó cầm theo Choice Scarf thì chỉ dùng duy nhất chiêu Water Spout này là quá đủ rồi. Đồng đội đi cùng là Ferrigarath,
xài theo Helping Hand để hỗ trợ sát thương thì không có một ai có thể cản được nó hết, dù cho đối phương có muốn dùng chi ưu tiên để hạ nó trước cũng không thể. Cuối cùng thì Water Spout đúng là có thể học được bởi khá khá Pokemon, nhưng các bạn thấy rồi đó, không Pokemon nào vừa ra đã tự bước sức mạnh cho mình được như nó, chứ đừng nói đến việc là tạo ra sát thương đẳng cấp huyền thoại như là Kyogre. Tiếp đến thì tôi sẽ nói nhanh về Amoongus và Chill Spore. Có lẽ tôi đã nói quá đủ nhiều về con nấm lùn này ở trên kênh. Vì sao nhắc đến con nấm lại phải nhắc đến chiêu ru ngủ đáng nguyên rủa này? Tôi đã có rất nhiều video nói kỹ về vấn đề này, các bạn có thể xem kỹ hơn ở góc bên phải màn hình. Cho nên riêng về con nấm lùn này thì tôi sẽ nói sơ sơ mà thôi. Đơn giản nó hơn tụi nấm còn lại học được Spore đó chính là nhờ vào sinh lực dồi dào, đủ để cho nó trụ vững trên sân và rồi ru ngủ đối thủ ngay sau đó. Còn thêm đặc tính Regenerator, hồi lại 1/3 cái máu mỗi khi rút về nữa. Nếu so với mấy loài nấm khác thì chắc chắn Amoongus có đủ độ trâu bò để chống chịu và rồi ru ngủ bất chấp đối thủ có gây sát thương mạnh đến đâu. Nên cái combo hủy diệt của Amoongus và Spore đã cày nát đấu trường thú cưng từ mùa giải này sang mùa giải khác. Đã có Amoongus thì chắc chắn phải cho nó học được Spore, và chỉ duy nhất chiêu Spore là đáng sợ nếu khi được sử dụng bởi Amoongus mà thôi. Và tiếp theo, chúng ta sẽ điểm qua Pokemon cuối cùng. Cái tên nghe một phát ai cũng phải ngán ngẩm, nhưng đặc biệt thì Pokemon này phải đi chung với tận hai chiêu thức, không thể nào thiếu. Rồi từ đó nó vang danh khắp nơi luôn. Đó chính là Incineroar và chiêu Fake Out cùng với Parting Shot. Một combo quấy rối nhức đầu nhất từng được làm ra. Trước tiên thì phải biết, sức mạnh của Incineroar nằm ở rất nhiều mảng khác nhau. Một đứa con nhà người ta chính hiệu. Về mặt chỉ số, nó là đứa có sức chống chịu thuộc hàng khá tốt. Sinh lực 95 và hai mảng phòng thủ đều là 90. Tức là nó sống rất tốt, rất khỏe, nó được đầu tư về mảng sinh lực. Cộng thêm công vật lý đánh khá đau là 115. Đặc tính chính là mấu chốt khiến cho nó phiền phức đến như vậy. Intimidate sẽ giảm một bậc công vật lý của đối phương mỗi khi nó xuất hiện trên sân đấu. Và với hai điều kiện sinh lực cùng đặc tính tốt như trên, thì đây là lúc hai chiêu Fake Out cùng với Parting Shot thi nhau tỏa sáng. Parting Shot cho phép Pokemon giảm một bậc công vật lý cùng với công đặc biệt của đối phương rồi rút về bóng ngay sau đó, tạo điều kiện về giảm sức sát thương của đối thủ để giúp cho đồng minh theo sau tiếp chiêu an toàn, vừa có thêm cơ hội giảm một bậc công vật lý của đối phương nếu trở ra sân lần nữa. Có một điều phải lưu ý rằng, các tay đấm vật lý đang chiếm số lượng rất mạnh mẽ và áp đảo hơn rất nhiều so với tụi chơi hệ phép, nên việc liên tục rút về bóng đã trở ra của Incineroar là cực kỳ phiền phức. Tuy là mèo nhưng mà nó nhảy còn hơn con khỉ Rillaboom nữa. Đó là hiệu ứng của chiêu Parting Shot. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến Fake Out. Chiêu này đáng sợ cỡ nào thì phần lớn ai cũng biết, với độ ưu tiên là +3, tức là nó đánh trước tất cả các chiêu ưu tiên khác, chỉ thua có chiêu bảo vệ Protect mà thôi. Một Pokemon khi bị trúng chiêu này, nó sẽ bị flinch, trong lượt đó coi như nó vô dụng. Chiêu này thì chỉ kích hoạt được một lần mỗi khi Pokemon mới trở ra sân. Muốn kích hoạt lại chiêu này thì phải rút về bóng rồi trở ra lần nữa. Nước đi này cũng khá tốt, nhưng nếu rút về bóng chỉ để kích hoạt cái chiêu này lần nữa và bắt đồng đội ra sau phải chịu sát thương thì nước đi này khá là lỗ. Nhưng với Incineroar, nó được phép rút về và giảm sát thương của đối phương bằng Parting Shot. Sau đó khi trở ra lại, nó vừa kích hoạt lại được Fake Out, cũng vừa kích hoạt lại được Intimidate một lần nữa luôn. Tức là một lần rút về của những đứa xài Fake Out khác chỉ có thể có một điểm lợi, thì việc rút về của Incineroar có tới tận 3 điểm lợi khác nhau kèm theo. Nên thường chiến thuật để chống lại Incineroar là bẫy nó, không cho nó rút về bằng mọi giá. Tuy nhiên thì chiêu Parting Shot còn có một hiệu ứng nữa. Chỉ cần nó thành công giảm được chỉ số của đối phương thì nó đều sẽ rút về bóng, dù cho nó có bị bẫy bởi các đặc tính khó chịu như là Shadow Tag hay chiêu Minluck, khiến cho việc đặt bẫy con mồng lèo này trên sân hoàn toàn khó khăn hơn bao giờ hết. Do đó hai chiêu thức này chắc chắn là hai chiêu phải học được của Incineroar. Dù cho một Pokemon chỉ học được 4 chiêu thì hai vị trí để học hai chiêu này là không thể thiếu. Và thế là tôi đã điểm qua hết những Pokemon cùng với chiêu thức làm nên thương hiệu của chúng. Các bạn thì sao? Có những chiêu thức nào đi kèm với Pokemon đó đã tạo ra một tổ hợp không thể nào chống lại hay không? Các bạn hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!